Đặt ban thờ thần tài, theo chỉ dẫn này, muốn nghèo cũng khó. Vâng, xin được mến chào quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc phong thủy Lộc Tài. Lời nói đầu tiên thì cho phép Diễm Quỳnh gửi tới quý anh chị lời kính chúc sức khỏe, may mắn và thành công hơn trong cuộc sống. Quý anh chị thân mến, ông cha ta từ xưa đã có câu, ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Lời dạy của ông cha ta bao năm nay vẫn còn nguyên giá trị, như thuở ban đầu, được thế hệ con cháu tiếp thu và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh buôn bán, với mong muốn thuận buồm xuôi gió trong công việc, họ đã thờ thần tài như là một khát khao mang đến sự hạnh phúc và bình yên. Và ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ mang đến cho quý vị những chia sẻ hữu ích từ các chuyên gia phong thủy về cách đặt ban thờ thần tài để tiền vào như nước. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Quý vị thân mến, từ xa xưa việc thờ cúng thần tài đã mang đậm dấu ấn của văn hóa tín ngưỡng dân gian và bản sắc văn hóa Việt. Ông cha ta đã thờ thần tài với mong muốn gửi đến các vị thần này những ước mơ nguyện vọng của mình trong buôn bán, làm ăn và kinh doanh. Bởi lẽ, Ngài chính là vị thần tôn quý, chuyên cai quản tài lộc, tiền bạc trên thiên đình, nên người dân thường khẩn cầu để hy vọng có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mặc dù thần tài được xem là một hình tượng khác của thần đất, nhưng mang yếu tố tâm linh giúp con người làm ăn phát đạt, cho nên người ta không thờ thần tài một mình mà thường thờ chung với thổ địa. Nếu thần tài là vị thần trông coi tiền bạc, mang dấu ấn của thời kỳ kinh tế thương mại, thì ông địa lại là vị thần hộ mệnh xóm làng, cai quản trời đất, phù hộ cho con người và gia súc, giúp mùa màng bội thu, mang đặc trưng của kinh tế nhà nông. Ngày nay hai vị thần này thường được lập bàn thờ chung và được cúng quanh năm, đặc biệt và được các công ty gia đình chuyên kinh doanh, buôn bán quan tâm bởi cúng thần tài thổ địa hàng ngày sẽ giúp cho việc kinh doanh của họ được buôn may, bán đắt. Tuy nhiên, ban thờ thần tài nên đặt ở đâu để có nhiều tài lộc thì ít người biết và nắm rõ. Theo phong thủy, bạn cần phải bố trí bàn thờ thần tài ở nơi quan sát được hầu hết sự ra vào của khách hàng đến cửa hàng hay là công ty. Và cũng có thể chọn đặt bàn thờ theo hướng tốt của chủ nhà hoặc đặt theo hướng đón khí, đón tài lộc bên ngoài khi vào nhà. Khác với bàn thờ gia tiên cần kê trên cao thì bàn thờ thần tài thổ địa cần phải đặt ở dưới đất tại một góc nhà, thường là góc thuộc tầng 1. Hầu hết mọi người đều thắc mắc có nên đặt bàn thờ thần tài hướng ra cửa hay không. Câu trả lời là bàn thờ thần tài ông địa luôn phải hướng ra cửa chính. Ngoài ra mặt trước của bàn thờ cũng cần phải quang đãng, sáng sủa, sạch sẽ thì thần tài mới hài lòng. Ngài cũng là người ưa sạch sẽ, cho nên bạn cần phải chọn góc nhà có vách tường kiên cố chắc chắn mà không có góc nhọn. Góc này cần có ánh sáng tự nhiên và thoáng khí. Tùy theo tuổi và mệnh cách của gia chủ mà chúng ta nên cân nhắc lựa chọn hướng kê cho bàn thờ. Kinh nghiệm là nếu bạn thuộc Tây Tứ Mệnh thì nên kê về hướng Tây Tứ Trạch, gồm 4 hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc. Ngược lại, nếu bạn thuộc Đông Tứ Mệnh thì hãy kê về hướng Đông Tứ Trạch, gồm 4 hướng Bắc, Nam, Đông và Đông Nam. Bàn thờ cũng nên ưu tiên theo thế, tựa sơn hướng núi để đem tài lộc về. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể hướng đặt bàn thờ thần tài theo mệnh của gia chủ nhé. Nếu gia chủ mệnh kim thì nên đặt bàn thờ thần tài ông địa quay về hướng tốt như hướng đông bắc là diên niên, tây bắc hướng sinh khí, tây nam thiên y, hoặc gia chủ mệnh mộc nên đặt bàn thờ quay về các hướng như tây bắc diên niên, đông diên niên, đông nam phục vị. Nếu mệnh mộc là vậy thì mệnh thủy sẽ đặt như thế nào? Theo các chuyên gia phong thủy, mệnh thủy nên đặt bàn thờ thần tài thổ địa quay về các hướng như hướng Tây diên niên, Tây Nam sinh khí, Tây Bắc thiên y, Đông Bắc phục vị. Thủy khắc hỏa, vậy mệnh hỏa nên đặt bàn thờ về các hướng như hướng Nam sinh khí, Đông Nam diên niên, Bắc thiên y, hướng Đông phục vị. Và cuối cùng, mệnh thổ nên đặt bàn thờ thần tài ông địa quay về các hướng như Đông Bắc được diên niên, Đông Nam phục vị. Tuy nhiên, các gia chủ cũng nên xem xét kỹ càng nhất bởi lẽ có rất nhiều hướng tưởng hợp mà hóa ra lại có hại. Thậm chí có khi còn rước họa vào thân. Có thể nói tới hướng Bắc, mặc dù đem lại của cải tài lộc, tuy nhiên do thuần dương cho nên lại ảnh hưởng đến sức khỏe của những người phụ nữ trong gia đình. Còn hướng Tây tuyệt mệnh, ngoại trừ gia chủ nữ Tây Tứ Mệnh thì tuyệt đối không nên đặt bàn thờ thần tài theo hướng này. Hướng Đông phục vị cũng không thực sự tốt. Tuy việc kinh doanh buôn bán khởi đầu có thể thuận lợi, ăn nên làm ra, nhưng về sau vợ chồng sẽ lục đục và mất hòa khí trong nhà. Hướng Tây Bắc ngũ quỷ,
gia chủ chọn hướng đặt bàn thờ thần tài theo tuổi này cần phải chú ý kẻo gặp chuyện thị phi kiện tụng không may mắn. Hướng đông bắc hay còn gọi là lục sát, gia chủ không nên đặt bàn thờ thần tài theo hướng đông bắc, khiến cho việc làm ăn khó khăn, kém may mắn và tài lộc không có. Và cuối cùng đó là hướng tây nam, họa hại. Đặt bàn thờ thần tài theo hướng này cũng khiến cho việc kinh doanh kém may mắn, không những vậy còn dễ gây thương tổn đến các thành viên trong gia đình. Không chỉ có cách bố trí bàn thờ thần tài theo mệnh gia chủ, chúng ta còn có thể đặt bàn thờ thần tài theo hướng cung với mong muốn vạn sự may mắn. Theo phong thủy thì gia chủ còn có thể đặt bàn thờ thần tài ông địa theo hướng các cung như cung Thiên Lộc và cung Quý Nhân. Đây chính là hai cung may mắn để nhận được nhiều tài lộc nhất. Cung Thiên Lộc. Cung Thiên Lộc là lâm quan của Tuế Can, hướng Đông Nam. Nhà có cửa chính nằm trong Cung Thiên Lộc là rất tốt, may mắn. Bàn thờ thần tài nếu chọn Cung Thiên Lộc sẽ mang lại những may mắn về tiền bạc, gia sản thăng tiến, nhà cửa vượng. Không những thế, đặt bàn thờ thần tài nằm trong cung này sẽ khiến cho gia chủ cơ địa tốt tươi, thông minh, tuấn tú, lại khéo léo, tài năng kinh doanh giỏi, làm ăn tiến phát. Vì vậy, hướng Thiên Lộc được coi là hướng rất tốt để đặt bàn thờ thần tài. Tuy nhiên, trước khi chọn hướng an vị thần tài, bạn cũng nên quan tâm tránh các hướng có sự ảnh hưởng của hướng có sao, không vong, tử, tuyệt. Nếu gặp không vong, tử, tuyệt thì khí tán, tài không tụ, có lộc cũng như không. Nhiều người cho rằng hướng Thiên Lộc phạm các sao không vong, tử, tuyệt gọi là hướng tuyệt lộc, dù tài sản có như nước rồi cũng tiêu tan hết. Cung Quý Nhân Thiên Ất là vị thần đứng đầu các thần, hết sức tĩnh mà có thể chế ngự được mọi chỗ động, chí tôn mà có thể chấn được phù trợ. Cung Quý Nhân là hướng Tây Bắc, khi đặt bàn thờ thần tài thổ địa hướng này sẽ khiến cho gia chủ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người khác, hơn thế nữa còn giúp gặp dữ hóa lành, có được bình an, làm ăn may mắn, được nhiều khách hàng thân thiết và giúp đỡ. Tuy nhiên, nếu gặp không vong tử tuyệt thì nguồn phúc giảm đi nhiều. Hoặc nếu có mắc nạn cũng khó tránh bởi nguồn cứu giải kém hiệu lực, người và gia súc bị tổn nhất, kiện cáo thị phi. Cung Thiên Lộc tại hướng Đông Nam, cung Quý Nhân tại hướng Tây Bắc. Tuy nhiên phải sử dụng la bàn để xác định rõ hai cung này tùy theo tuổi của gia chủ. Sau khi đặt bàn thờ thần tài ở các vị trí trên, nên có sự chuẩn bị cẩn thận trước mặt bàn thờ, phải quang đãng và sạch sẽ. Ngoài hai cách đặt bàn thờ thần tài như trên, thì gia chủ cũng cần phải lưu ý, cần phải tuân thủ theo một số nguyên tắc phong thủy để gia chủ có thêm nhiều tiền tài may mắn và xua đuổi nguồn tà khí, hung khí, giúp cho gia chủ ngày càng hưng vượng, gia tăng tài lộc. Vì vậy khi đặt bàn thờ cúng thần tài thổ địa cần phải lưu ý một số vấn đề sau. Dù gia chủ có thuộc mệnh nào tuổi gì thì bàn thờ thần tài vẫn nên được đặt theo những nguyên tắc nhất định của phong thủy. Gia chủ có thể đặt bàn thờ ở góc nhà hoặc những góc ở dưới mặt đất đều được. Tuy nhiên nơi đặt phải thật sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng và có thể quan sát được nhiều người qua lại, đặc biệt là những hộ kinh doanh. Ngoài ra không nên đặt bàn thờ thần tài ông địa trên cao mà nên đặt gần cửa ra vào. Bởi ông địa là người cai quản đất đai nên vị trí gần cửa ra vào sẽ giúp quan sát được số người ra vào, đồng thời kịp thời ngăn cản kẻ xấu và tà khí xâm nhập. Tốt nhất thì bàn thờ nên được đặt ở góc chéo bên phải hoặc bên trái đối diện với cửa ra vào. Nếu có thể thì gia chủ nên ưu tiên bố trí bàn thờ quay mặt ra hướng cửa chính. Đây chính là hướng rước tài lộc vào nhà, thu hút được nhiều vận may nhất. Bên cạnh đó, ông địa cũng có thể ngăn cản được ma quỷ, kẻ xấu có ý định bước chân vào nhà của bạn để phá phách. Đồng thời, nên đặt bàn thờ dựa vào góc tường hoặc tủ kệ có vị trí thật vững chãi, chắc chắn. Lưu ý rằng bức tường này không được đục lỗ hoặc trổ cửa sổ vì như thế sẽ khiến cho tài vận tiền bạc của gia đình bị thất thoát đi. Nếu trong nhà không có bức tường nào thích hợp thì bạn có thể dựng một bức vách để bàn thờ tựa vào cũng được. Theo phong thủy thì nên tránh đặt bàn thờ thần tài ông địa ở phía trên hoặc phía dưới đường dẫn nước thải vì một số nhà hay công ty sẽ ở trên tầng cao của các tòa nhà hay căn hộ chung cư. Cũng nên chú ý không nên đặt bàn thờ ở những nơi ẩm ướt và u ám. Ngoài ra thì vị trí đặt bàn thờ thổ địa thần tài cũng phải cách xa nhà tắm và nhà vệ sinh. Điều này là để tránh làm mất đi sự linh thiêng của hai vị thần. Cũng không nên đặt bàn thờ thần tài thổ địa cạnh nhà bếp vì dễ làm nước dây vào bàn thờ. Quý vị thân mến, chắc hẳn là qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể tìm được hướng đặt chính xác nhất cho bàn thờ thần tài trong gia đình của mình, đúng không ạ? Hãy tiếp nối và giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc Việt Nam, hãy thờ thần tài như là một sự tin yêu thành kính và thiêng liêng.
Và điều quan trọng nhất đó là bản thân gia chủ cần phải làm ăn kinh doanh một cách hợp pháp, dùng chính sức mạnh và năng lực của bản thân để xây dựng cơ đồ của mình, đừng nôn nóng lách luật để có được sự giàu có nhanh chóng, mà chẳng bao lâu. Nó sẽ giống như là gió thoảng mây bay, hữu danh vô thực. Bởi lẽ của thiên trả địa, những thứ không phải của bản thân mình làm ra sẽ nhanh chóng tiêu tan. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi.